chào các bạn đến với chương trình Tìm hiểu về nước Mỹ. Thì hôm nay Xuân Phương thay mặt cho Tần Đại Dương, công ty tư vấn du học hàng đầu tại Việt Nam, xin giới thiệu với các bạn về tiểu bang Arizona, nằm trong top 10 tiểu bang đẹp nhất Hoa Kỳ. Về sân ấy, thì Arizona là một tiểu bang ở miền Tây Hoa Kỳ, tên gọi khác là tiểu bang hẻm núi lớn Arizona, hay có biệt danh là tiểu bang của Grand Canyon. Hơn một nửa diện tích của tiểu bang là núi và cao nguyên. Đây cũng là tiểu bang có rừng thông vàng lớn nhất Hoa Kỳ. Arizona có tổng diện tích là 295.254 km², đứng thứ 6 trên 50 bang của Hoa Kỳ. Trong đó, diện tích nước chỉ có 942 km², chiếm 0,32% tổng diện tích. Arizona là tiểu bang lớn thứ 6 về diện tích, đứng sau New Mexico và đứng trước Nevada. Trừ Grand Canyon, nhiều rừng công viên và đài kỷ niệm quốc gia cũng như một số vùng đất dành riêng cho thổ dân thuộc tiểu bang này. Nó là sự kết hợp thú vị giữa văn hóa cowboy miền Tây và văn hóa Mỹ bản địa. Nó có đặc điểm đầy màu sắc của người Mỹ bản xứ, tức là người da đỏ, pha trộn với những di sản văn hóa của Tây Ban Nha. Đây là nơi của những khu bảo tồn da đỏ lớn nhất nước Mỹ. Người Tây Ban Nha đã hình thành các khu định cư ở gần Tucson vào năm 1539. Nhưng lịch sử nuôi bò, ngựa của Arizona đã làm cho nó trở thành biểu tượng nổi tiếng của miền Tây xưa kia, tức là cả cowboy Mỹ. Những câu chuyện và những bài hát đã làm cho thị trấn Tombstone trở nên bất tử. Rất nhiều phim đã được quay về Tombstone, hầu hết được quay ở Tucson, nơi có trường quay Tucson. Các Tucson một đoạn ngắn là đài kỷ niệm quốc gia xương rồng, nơi bạn có thể ngắm những chủng loại đẹp nhất của loài xương rồng khổng lồ chỉ có ở sa mạc Sonora. Arizona là một điểm đến du lịch nổi tiếng với khoảng hơn 5 triệu du khách thế giới đến đây mỗi năm. Nơi đây có nhiều điểm tham quan vang danh khắp thế giới như là hẻm núi Grand Canyon, đập Hoover và công viên quốc gia Saguaro. Khi nhắc đến địa danh Arizona, chắc hẳn trong tâm trí du khách sẽ hiện lên hình ảnh về một vùng đất kỳ diệu với những hẻm núi đỏ hùng vĩ, những cái xương rồng khổng lồ trên sa mạc và những ngọn núi cao chót vót. Arizona còn được biết đến với những kỹ thuật điêu luyện của con người tác động vào tự nhiên, các bảo tàng quý, những thành phố sôi động và các khu định cư lịch sử. Nổi tiếng ít hơn là rừng thông cao ở phía trung bắc của tiểu bang, tương phản với những vùng sa mạc thấp hơn của tiểu bang. Khí hậu rất rõ rệt với mùa hè nóng nực và mùa đông ấm áp. Khí hậu của Arizona khác biệt rất là đáng kể, từ cái ấm áp của sa mạc Sonoran khô cằn đến cái mát lạnh của núi rừng ở phía bắc của bang. Độ cao cũng thay đổi đột ngột từ 20 mét ở sông Colorado phía nam Yuma cho đến 4.000 mét ở đỉnh San Francisco ở phía bắc Flagstaff. Ở Arizona, bạn có thể trượt nước ngày hôm trước và trượt tuyết ngay vào ngày hôm sau. Giống như các vùng khác ở miền Tây Nam, Arizona có rất nhiều địa thế thêm vào những vùng sa mạc. Hơn nữa, tiểu bang là vùng núi cao nguyên và phần tiểu bang này có rừng thông vàng, tức là Pinus ponderosa lớn nhất ở Hoa Kỳ. Miền này bị khắc do tác dụng của núi lửa tiền sử, sau đó do sự nguội và sự lún xuống có liên quan, cả miền này đang lún xuống từ từ. Phoenix là thành phố lớn nhất và là thủ phủ của tiểu bang. Khu vực đô thị Phoenix với gần 4 triệu dân cư bao gồm Mesa, Glendale, Chandler, Timber và Scottsdale. Thành phố lớn thứ hai của tiểu bang là Tucson, cách khu vực đô thị Phoenix về phía đông nam 220 km, tức là 135 dặm. Khu vực đô thị Tucson có dân số hơn 1 triệu người. Về mặt kinh tế, tổng sản phẩm của quốc gia vào năm 2011 là 259 tỷ đô Mỹ. Con số này cho thấy Arizona có nền kinh tế lớn hơn so với các quốc gia như là Ireland, Phần Lan và New Zealand với các thành phần kinh tế đa dạng, trong đó chăm sóc sức khỏe, giao thông vận tải và chính phủ vẫn là những lĩnh vực lớn nhất. Nền kinh tế của Arizona đặc trưng bởi năm chữ C, thứ nhất là copper, khai thác đồng, thứ hai là cotton, tức là trồng bông, cattle, chăn nuôi gia súc, citrus, tức là trồng cam quýt và climate, tức là khí hậu thuận lợi cho phát triển du lịch. Arizona đang là tiểu bang sản xuất bông lớn nhất Hoa Kỳ và có sản lượng khai thác đồng chiếm 2/3 liên bang. Tiểu bang Arizona có nguồn thu nhập chính cho ngân sách tiểu bang là du lịch. Tại đây có khung cảnh tuyệt đẹp của những hẻm núi, rừng thông, sông hồ và những thung lũng kỳ lạ. Mà địa danh Grand Canyon như Xuân Phương đã nói ở trên, một địa đàng trần thế có nhiều kỳ bí mà người đời chiêm ngưỡng, ao ước được đến du ngoạn ngắm cảnh đẹp thiên tạo tuyệt vời. Và để biết thêm chi tiết về du học Mỹ cũng như là về các trường, các ngành cho phù hợp, các bạn có thể liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ 148-1 Trần Quang Khải, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra chúng tôi còn có hai chi nhánh được đặt tại quận 5, thành phố Hồ Chí Minh và được đặt tại thành phố biển Nha Trang. Hoặc là nhanh nhất, các bạn có thể liên lạc với chúng tôi theo đường dây nóng 0838484879 và đừng quên theo dõi chương trình của chúng tôi chia sẻ trên webpage www.tandaiduong.edu.vn các bạn nhé.
Vâng, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình Chia sẻ ước mơ du học. Và Mỹ là điểm đến được khá nhiều các bạn trẻ lựa chọn. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với bạn Nguyễn Ngọc Lan Anh, bạn vừa đậu visa du học Mỹ, để biết được cái quá trình làm hồ sơ của bạn như thế nào, cũng như là bạn chọn trường và chuyên ngành nào tại Mỹ các bạn nhé. Chị xin chào Lan Anh. Em chào chị và chào các bạn. Lan Anh có thể giới thiệu đến với các bạn đôi nét về bản thân của mình được không? Dạ, em tên là Nguyễn Ngọc Lan Anh, hiện nay là em 22 tuổi, em vừa mới tốt nghiệp chuyên ngành tài chính doanh nghiệp ở trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Và thời gian rảnh thì em thích nghe nhạc cũng như là xem phim. Chị không biết là lý do vì sao mà Lan Anh lại chọn Mỹ làm điểm đến du học của mình em ha? Dạ, là bởi vì Mỹ thì có nền giáo dục tiên tiến nhất trên thế giới, và cũng như là nền kinh tế tại Mỹ thì rất là phát triển, cho nên nó sẽ thuận lợi cho em học về quản trị kinh doanh, sẽ giúp cho em có thể là củng cố vốn tiếng Anh của mình. Nếu vậy thì qua Mỹ thì em sẽ chọn học tại trường nào em ha? Dạ, em sẽ học ở CSU Fullerton ở California. Trường của em là nằm trong top 10 trường đào tạo tốt nhất về chương trình MBA tại miền Tây nước Mỹ, và trường nằm trong top 100 trường công lập theo tạp chí Forbes, và nằm trong top 300 trường tốt nhất kinh tế theo Princeton Review. Và trường thì có hơn 100 chuyên ngành, và trong đó thì chương trình MBA thì là một trong những chương trình tốt của trường. Ngoài ra thì trường có hơn 60 năm kinh nghiệm giảng dạy. Chị không biết là lý do vì sao ở Việt Nam á thì em học cử nhân là ngành tài chính doanh nghiệp, nhưng mà qua bên Mỹ thì mình lại chọn học MBA về em ha? Dạ, là do là nhà em, gia đình em có mở công ty chuyên về nông sản, cho nên là em muốn theo học chương trình MBA để sau này có thể về mở rộng và phát triển công ty của gia đình. Nếu vậy thì dự định trong tương lai của em sẽ như thế nào? Dạ, là dự định là sau khi học xong chương trình MBA thì em sẽ quay trở về Việt Nam và sau đó sẽ quản lý công ty, sau đó mở rộng công ty sang thị trường xuất khẩu. Rồi, cho chị hỏi là qua đâu mà Lan Anh biết được dịch vụ của Tân Đại Dương bên chị ha? Dạ, là sau khi mà em có ý định đi du học Mỹ thì em có tìm kiếm trên mạng và em thấy là dịch vụ Tân Đại Dương thì có kinh nghiệm trong việc du học Mỹ, cho nên là em đã lựa chọn công ty Tân Đại Dương. Dạ. Lúc đầu thì em gặp chị Bích, rồi sau đó là chị Bích đã tư vấn cho em, sau đó là thấy nguyện vọng của em là muốn học chương trình MBA, cho nên là chị Bích đã tìm trường mà có chương trình MBA tốt nhất để cho em học. Và sau đó thì em sang em học với anh Khôi. Thì khi học với anh Khôi thì anh Khôi đã chỉ em rất nhiều thứ, ví dụ như là anh Khôi đã chỉ em là tại sao lại chọn trường đó, và đồng thời là nếu mà có những vấn đề gì thắc mắc thì em hỏi anh Khôi, thì anh Khôi cũng là tư vấn rất là nhiệt tình, chỉ em rất là cặn kẽ. Ngoài ra trong quá trình học thì anh Khôi còn kể những cái tình huống thực tế để cho em biết. Nếu sau này mà có bạn bè hoặc là người thân của em mà muốn đi du học thì em sẽ giới thiệu họ đến công ty Tân Đại Dương, bởi vì em cảm thấy công ty Tân Đại Dương tư vấn rất là nhiệt tình, đồng thời là chỉ cho em rất là cặn kẽ về vấn đề làm hồ sơ, làm cho em khi đi phỏng vấn rất là cảm thấy rất yên tâm. Rồi, chị cảm ơn những chia sẻ của Lan Anh ha. Và còn muốn theo dõi tất cả những chia sẻ của các bạn nào khác về vấn đề du học, các bạn cũng có thể truy cập tại website tandaiduong.edu.vn hay là tddvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.